Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này của 78 năm về trước, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công được đánh dấu bằng hình ảnh toàn thể nhân dân tiến về quảng trường nhà hát lớn, meeting biểu tình và cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở Hà Nội. Tại tỉnh Hưng Yên, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi lần lượt tại các địa phương. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, hàng vạn người tiến vào tỉnh lỵ biểu tình meeting giành chính quyền. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập. 78 năm trôi qua, những nhân chứng lịch sử đến nay đều đã bước sang tuổi xưa nay hiếm. Song cứ vào mỗi độ mùa thu tháng 8, ký ức về những ngày tháng hào hùng sục sôi giành chính quyền ở Hưng Yên lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí họ. Sau khi chúng tôi đi khởi nghĩa bắt huyện giao về thì là chặt những cây to ngả ra đường để chặn đường xe của Nhật, vận động nhân dân đi meeting biểu tình. Đầu tiên thì là meeting ở An Xá cướp chính quyền của huyện, để bắt được tay huyện giao thì cho vận động nhân dân meeting ở sân vận động thị xã Hưng Yên. Ngày 19 tháng 8 thì thành lập chính quyền lâm thời, khóa kho thóc cho nhân dân. Anh em rủ nhau từng tốt một, đi trên đường, hô vang khẩu hiệu, cách mạng đã thành công. Lúc bây giờ mình thấy chung là tự hào quá. Tự nhiên là sao mà cảm thấy người nó cứ như là bay bổng ấy. Cách mạng tháng 8 thành công là mốc son lịch sử dẫn đến sự kiện trọng đại của cả dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đến nay, tinh thần cách mạng tháng 8 vẫn mãi tỏa sáng, là nguồn sức mạnh cổ vũ, động viên thế hệ trẻ, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Một người trẻ mà cũng chưa từng trải qua cái giai đoạn đó, thế nhưng mà một phần nào đó em có thể cảm nhận được cái niềm tự hào của người dân Việt Nam và đặc biệt là người dân của Hưng Yên. Em cũng tự hứa sẽ cống hiến và phát triển những phong trào của đoàn tại địa phương cũng như là góp phần để xây dựng một